Xin chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 31 tháng 12, ngày cuối năm, anh em chuẩn bị đi chợ để đi mua bữa đồ về ăn bữa lẩu tất niên. Rồi, thời tiết em rồi, nhìn này em có thấy không? Có thấy gì à? Tuyết đang rơi nhưng mà trời khá rét, nên anh em vẫn phải đi mua đồ để về ăn bữa lẩu tất niên cuối năm. Quay trước tuyết cho các bác xem. Đây bác, tuyết đang rơi khá dày. Đây, anh em bên ký túc công ty đang rủ sang để đi chợ mua đồ. Nằm từ sáng giờ, bây giờ nó mưa quá, vẫn phải đi. Không ngớt được nên vẫn phải đi. Anh em đang đi đến siêu thị cách nhà tầm cây số. À, một xe thôi chứ mấy nhờ? Một xe đủ không? Một xe hai giỏ. Một xe hai giỏ. Mua gạo không? Nào. Đây có rất nhiều cua, cua nhện và cua dưới, càng rất dài. Đây là mấy cái bánh của Tết của người Nhật, người ta sẽ có những cái bánh như này. Thì những cá, cái hoa gì đây, tôm này. Rồi. Rất đẹp. Hôm nay là ngày cuối năm nên là siêu thị rất là đông, khá đông, và đồ đạc ở trong siêu thị thì người ta mua hầu như là hết rồi. Ngày mai ngày kia thì là hai ngày siêu thị người ta sẽ đóng cửa và để năm mới. Đấy, nên giờ khách cứ rất là đông, các bạn có thể thấy khách rất là đông, trong đó rất là nhiều cái hàng khá dài để mà thanh toán. Thì ngày mùng 1 và ngày mùng 2 thì họ sẽ nghỉ Tết năm mới, vì thế nên là bây giờ ngoài thì các cái đồ ngoài hầu như là không có gì, thì thường ngoài này rất là nhiều. Anh em chờ anh em sẽ phải thanh toán xong. Đây mời anh em sẽ làm thanh toán đây. Nơi các siêu xe, các hành trang của anh em bây giờ tay xách nách mang xe xe để đi về. Chuẩn bị bữa cơm tất niên. Chào bên này là có một người rất đẹp. Anh em chuẩn bị giao mác cái thứ để chuẩn bị đồ đạc nguyên liệu ra để chuẩn bị làm bữa lẩu. Phần công bốn anh em đi chợ rồi, bây giờ còn hai anh em nhà chế biến thôi, vì đồ nó cũng khá nhanh, chỉ có nước lẩu thì có sẵn đây rồi. Rau việc cắt rau, rửa rau và đồ phụ thôi, còn thịt thì để cả vị thế thả vào ăn luôn thôi. Cái vấn đề gì nên là cũng đơn giản đúng không? Rất nhanh. Ăn lẩu cái gì đâu mà lâu. Đúng rồi, lẩu cái này thì rất là đơn giản vì thực phẩm rất là sạch, thịt thà bỏ ông vị lấy ra ăn luôn, chứ người ta không không cần rửa như ở bên mình. Mình mua siêu thị vẫn còn sợ chết, nhưng qua ở Megamel vừa làm container đấy. Toàn đồ đấy thôi, được còn nhập lẩu. Ngày xưa ở Việt Nam cha con mẹ con toàn đến Megamel lại mua đồ ăn đấy. Bây giờ hôm qua đọc cái tin đấy choáng. Đấy. Đây là bàn tiệc của anh em đã bày xong đây rồi. Rượu thì có chai rượu sake Nhật đây rồi. Còn bia thì Asahi bạc. Asahi bạc là bia ngon nhất. Mang chai đấy nha. Asahi bạc là bia ngon nhất của Nhật đấy rồi. Đắt nhất rồi. Trong các cái loại bia gọi là bia thông dụng còn bia được. Bia kiểu gì thì ngày Tết mà. Còn được ạ? Có ai uống đâu mà. Đấy, còn anh em hôm nay thì có đồ cũng sương sương thôi, chỉ có mấy cái khỉu gà với mấy con tôm chà bá này. Tôm này khá khá to. Đấy, con chân cái. Thịt bò, mấy con mực. Lạp xưởng với ít rau củ quả thôi. Thì mì tôm kia là của Việt Nam đấy các bác. Đó, đây là tôm bóc sẵn, còn kia là tôm của Thiên Hương Food, nhưng mà gì nhỉ, qua một công ty ở Hàn Quốc, Korean Style Chicken Flavor Instant Noodle. Đây là một công ty mì của Hàn Quốc mà liên kết với công ty Việt Nam. Mì này là của Thiên Hương Food, nhưng mà ngoài là in chữ Hàn Quốc, gì đây, Chicken, và của chữ Nhật. Nhưng mà tháo ra bên trong thì có đây, có
Thiên Hương Food, đây có cái Community of Hồ Chí Minh City Việt Nam. Đấy, trụ sở chính ở Hồ Chí Minh và có chi nhánh ở Hàn Quốc. Đây là có gói ramen của Việt Nam, của Nhật. Đây, cái này thì của Nhật, cái kia thì của Việt Nam. Đấy, rau củ quả, cải ngồng, hoa hết các thứ luôn. Có chai rượu này, bao bì thì rất là đẹp, nhưng bên trong thì nó là chai xanh như kia vậy. Uống này cũng không ngon lắm. Đây có chữ Shinsake. Đây. Đồ đạc anh em thì có xương xương này thôi, vì hôm nay có một đồng chí về quê ăn Tết rồi, còn lại có 7-8 anh em. Gọi là cũng làm bữa cơm bữa tất niên cuối năm 2019 tại Nhật Bản. Thì đã là năm thứ 2 ăn tất niên tại Nhật Bản rồi. Đấy, thì như vậy là cũng chỉ còn vẫn còn hai lần ăn nữa thì mới anh em mới hết hạn để về. Ok, sẽ chờ anh em rửa tay chân tắm giặt tí xong rồi sẽ xuống ăn cơm và ăn uống và nhậu nhẹt thôi. Đồ ngon lắm. Anh em cũng chốt chưa điều gì đấy nhỉ? Cho anh đưa gì? Cái cúng. Rất kiểu anh em làm ly cho ẩm tú bốn chén rồi kiểm mày bốn chén rồi sao nó có cái chén nào rồi kiểm ra chén rồi thôi đây cái cốc rồi hết thôi quý vào đó có còn ga nữa thay thôi không mùi gì cả nhỏ thì sao hết rồi nó không sôi cũng được mà ăn đâu không nhưng mà nó lâu sôi nó riu riu kia thì sao mà ăn được. Hay là hết ca rồi cơ. Hết rồi. Có con bình nào trong nữa không? Hình như con bình được anh á. Ba bình mà làm gì nhanh hết thế? Không nói đổ đâu. Mình em đổ sao? Sơn ơi, con bình gá này, mình bị bình gá cho anh Sơn à? Sao chú với mà? Cho nó sôi mà ăn như không sao ăn được. Như thế thôi, từng bình gá sao sôi được. Không, mình như có 2-3 bình. Thu nặng hơn. Ba bình nhưng mà giờ chắc hết 2 bình. Sao chú 16 à? 20 đổ mà. Chắc có loại 20 đổ ấy thôi. Chú Hàn Quốc à? Đây là điều của Japan mà. Nằm trên máu. Giờ cho quý im miếng. Lại thì tao vô tìm cái điều ấy ạ. Cái khay ba bình ấy. Đưa hết rồi. Em không muốn. Đây. Đưa cái cốc ngon đấy, có vẻ đẹp mắt. Tao uống cho đẹp mắt. Không biết nhìn đẹp mắt là được. Vô chào một thằng một quai này là vừa hết. Hết luôn à? Còn tí nữa. Coi tụi ơi xem thấy bình ga đâu cho lại cho Sơn vậy. Anh em đi lên em à. Anh em phải tìm đấy chứ. Đây rồi. À rồi, cho chụp ảnh nha, chụp ảnh cho Sơn đây rồi, tí nữa tao. Rồi, chúc sức khỏe anh em nhá. Năm mới Happy New Year nhá. Kết thúc năm cũ nhỉ. À thôi anh em chuẩn bị chiến đấu thôi. Mời các bác. Có uống thế nào? Ngon chi cho nó thấy nhẹ. Nhẹ quá nhờ. Điều này cái này thì mùi như vodka mình đây chứ. Giống kiểu rượu bao của ta ấy. Nhẹ. Uống ngang rượu bao thôi. Bia ngang. Cái này mình làm nóng bia cho nó ngon. Điều này thì gọi là làm tí nhấp môi cho nó có tí điều thôi. Cũng như nó không có cảm giác. Làm lon Asahi bạc cho nó cho tăng hay cờ đi tủ một chỉ rồi chứ. Ô giảm rồi. Bỏ cái này ngoài cho anh cái để em úp luôn giờ mà nó không ngoại đâu, lâu sôi lắm. Cứ để đấy thôi, để. Quý. Nó tạm là được phụ anh ấy Sơn. Năm rưỡi chú đấy. Thật sẵn mà. Anh này, anh này, thử xem cái vị thế nào. Cay đắng ngọt bùi thế nào. Ngày lo từ bụng được chiều ăn rồi. Trưa nay em ăn thấy. Hết gạo hay sao mà. Còn không? Nhưng mà hồi trưa vẫn còn cơm ăn vậy chứ. Ừ, đâu hết rồi. Mày không có món ăn khô lạc ngô gì nên là anh em chờ lâu tí. Ăn cho nó ngon, mấy khi mới được một năm mới được ăn bữa này lần thôi, chứ không có nhiều lần đâu. Chim ngựa đi ăn xấu hả? Ăn được. Một cái là anh em đã xong bữa tiệc cuối năm rồi, có thể cuối cùng 2019 là nhẹp rồi. Anh em dọn nhẹp nốt. Và xin
Cảm ơn các bác theo dõi video của anh em.